nhà rong đó trồng cái ti bông dừ sẽ là chẳng nhau số số chỗ sẽ là nó sai cho cái trái chè mà trái này cần cầu đấy thì và yếu tố mùa gió mùa không là trồng bông trồng lúa rọ và nhất là hay và trồng bông dừ và là lúa mận trồng nữa nhau tiền gì mà tôi cho thì cái nào mà đắt tôi tiền tiền đấy tôi trồng tôi là lúa rọ mà tỉnh và bé là hay tiền là rọ lia thế này mỗi chỉ tao thì cho cá sấy ô cho nhỉ cơ, rồi nó mà cứ tụm bạn lái xe mà tay cứ lụa cờ này tụi nó nói, đúng chưa? Lái xe tay lụa cờ đi nữa, thế mà vất vả cho ư ớt tù rồi thì tao kế nó mà nó chỉ phe cần rồi đấy, giờ chỉ giờ trả gì cũng hơn thay máy nữa xin ơi. Giờ tôi chẳng chế làm một thế làm một trò trò lá xà rồi cũng như được. Ô, hùa thì bây tí này mong nhớ tao xe đó mà bây cho kế mà tao từ là dạng cầu lịch xưa cứ tí phương như chỉ mới khó kế rồng tàu đi tí tía nè. Lúc chế là chỉ là yên tía vũ trá nè, chỉ là tôi cho cho cái đá to nó chạy cũng cho hai đôi lại thì giờ che ra nữ che chạy giờ trong tiếp hệ là nữ mồi trong cha nó là nhau trong đợt thì sẽ té xuống hoặc giờ cũ nó chạy cũng chỉ cảm một số cái nó là nữ che kỳ hành nữa này chạy nữ cha nữ rồi xin lỗi cho nó nè ô sợ nhảy cờ đi để chạy ít tiền là một số thì họ cái đá to trời cũng mà chọn nó nên sai nữa. Kể trong đi nó sẽ nó chẳng dùa cho nó kể nó tình trình tuổi rộng gì đó cũng như là sao nhẹ tiêu mẹ thế này còn là sẽ khỏe đấy sẽ yếu thì mới bốc cùng cho mò từ từ còn chết máy vậy dỗ ga đi được thì cũng được tịt chứ đường như này mình không vào nữa thì mẹ để cho mấy ông đòn gấu kia vào trong đi nó nữa coi như nữa cái đá thô thì tia đi nữa. Bọn em mò, bọn em mò. Nhưng mà thì cái này đắt tuổi rồi này, nên lúc này tao kiếm chỉ đang bị tao liều té, rồi chào vợ chồng nó còn giàu luôn. Để xong thì không lên nổi. Khổ quá đường. Ừ.
Đấy đấy, cái chỗ mà vừa nãy mình vào đấy. Chắc bắn lên đường này với đường kia thôi. Số như con mà cam anh thì đây thì dê bánh khó ta lái lo ta lái cũng phải lo ta lái cũng ngồi yên không ngồi sơ con phải nghĩ nữa